Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu món canh kim chi đơn giản nhất. Thì món canh kim chi này thì rất là quen thuộc ha. Và có nhiều cách nấu rất là khác nhau và những nguyên liệu cũng khác nhau. Nhưng món nguyên liệu chính đó là cải thảo và là kim chi này. Đây là các bạn, thành phần hôm nay mình sẽ chia sẻ là kim chi thì mình dùng 150g. Thịt thì 150g hoặc 200g tùy theo ý thích nha. Nếu các bạn thích ăn thịt nhiều, một bìa đậu hũ non, ít nhánh hành lá và vài chai ớt và một số nguyên liệu thông thường mình sẽ chia sẻ trong lúc mình nấu và các bạn có thể xem ở phía dưới phần mô tả của mình. Và bây giờ đến phần sơ chế thì thịt nè, các bạn cắt miếng. Kim chi các bạn cắt ra và đậu hũ các bạn cũng cắt ra nha. Rồi thịt heo thì mình đã cắt miếng vừa ăn và có kích cỡ như một ngón tay nha các bạn. Các bạn có thể không ăn thịt bao rọi thì các bạn có thể thay thế bằng thịt nạc. Kim chi các bạn cắt miếng vừa ăn. Về cái đậu hũ non nè, các bạn tùy theo sở thích nha, các bạn có thể cắt lát hoặc cắt hình vuông vuông cũng được. Ở đây mình đậu hũ non hơi dày nè, các bạn cắt. Mình cắt làm 4 và cắt thành làm 8, chia thành làm 8. Thì ở đây đậu hũ non rất dễ bể nha các bạn. Cái này mình sẽ bỏ sau cùng. Và các bạn muốn dễ cầm thì các bạn bỏ vào ngăn mát tủ lạnh đó, chừng 1-2 tiếng đồng hồ sẽ dễ cầm và không bị vỡ. Phần hành lá thì các bạn cắt xéo nha, cắt to, xéo. Các bạn cũng có thể dành sử dụng cái hành to đó ở trong siêu thị bán cũng được, hoặc là các bạn dùng cái hành lá thông thường ở chợ mình hay bán cho nó dễ tìm. Sau khi đã chuẩn bị những nguyên liệu xong rồi thì bây giờ mình sẽ nấu nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào lên bếp một cái nồi. Ở đây mình dùng cái niêu đất nha. Mình sẽ cho vào là một muỗng canh dầu ăn. Thì dầu đây dùng dầu ô liu nha các bạn. Không có dầu ô liu thì các bạn dùng dầu ăn thông thường. Rồi sau đó thì mình sẽ cho thịt vào xào. Các bạn xào săn thịt trước đã nha. Sau khi xào thịt săn rồi chúng ta sẽ cho cải thảo vào xào. Rồi các bạn đãi đều tay lên nha. Các bạn xào cái thịt và cái kim chi của chúng ta nó vàng đều nhau nè và nó săn lại. Chúng ta sẽ nêm đồ nêm. Nêm 2 muỗng cà phê đường. Vì cải thảo cái kim chi của chúng ta nó đã có vị mặn rồi đó nên mình sẽ không có nêm muối. Các bạn đảo đều và hạ lửa nhỏ. Chúng ta xào cho cái thịt và cái cải thảo chúng ta, cái kim chi đó nó hòa quyện mà nó thấm cái gia vị. Giờ bốc mùi lên rất là thơm. Sau khi đã thấm gia vị rồi thì các bạn cho nước vào. Các bạn cũng có thể dùng cái nước của cái kim chi á. Rồi, chúng ta cho sắp thôi nha. Bật lửa to lên cho sôi. Ở đây thì các bạn muốn cái nồi kim chi của chúng ta nó nhìn đỏ hơn thì các bạn cho vào thêm một muỗng canh ớt bột Hàn Quốc. Khi các bạn thấy cái nồi canh của chúng ta nó sôi rồi thì các bạn vặn lửa nhỏ và chúng ta nấu khoảng 5 phút để cho cái thịt của chúng ta nó chín kỹ, nó mềm và nó ngon hơn nha. Và cái kim chi thì nó cũng thấm quyện và nó có cái mùi thơm. Các bạn ăn đậm hơn thì các bạn có thể nếm lại và nêm lại cho vừa khẩu vị của gia đình của mình. Bây giờ mình sẽ cho đậu hũ vào nha các bạn. Đậu hũ non của chúng ta nó hơi mềm đó, thì các bạn thả nhẹ vào nha, tránh miếng đậu nó bị bể ha.
Rồi chúng ta nấu lửa nhỏ để cho cái miếng đậu hũ nó thấm cái gia vị của cái canh. Nấu liu riu riu khoảng 3 phút nữa là cái đậu hũ này nó thấm rồi đó các bạn. Nhớ là đậu hũ thì rất là dễ bể, đậu hũ non rất là dễ bể nên các bạn cho vào sau cùng. Rồi. Khi các bạn thấy canh đã chín được rồi đó thì bước cuối cùng của chúng ta là sẽ bỏ hành vào. Rồi các bạn tắt bếp. Canh kim chi đã xong cho bữa cơm gia đình rồi thì từng cái miếng thịt và nấu với kim chi thì có vị là chua chua, cay cay. Và đậu hũ thì mềm, béo, bùi bùi, cũng rất là ngon. Các bạn có thể thay đổi vị cho gia đình mình bằng cái món canh kim chi. Và bây giờ clip của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chúc các bạn thành công. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.